Phong lên có ban lư ao cọc khe chính ông pi tôm phập tội muối nó còi phùng tiền nút ban thơ nó ngay đặt pi kê ấy trong chùm nách phâu chính pi phùng đời miền lục ta cha mà nét run nâu mà nét ấy phan bê tân nia chia ti bồng phốt đồng bay tai chỉ vượt nút lúc ta đai nẹp phùng chùm nam hao quạt tha ta cùng lũng ban khom đam đầm nắm nó chung vinh tia tiếng đại cọt nút miên chung ngư chỉ tràn phần trăm cái hơi chung ngư đè nẹp phùm khlai rô a trên kê nút cứ chung ngư khlúng bay rô bọc cọt nút làng miên còn lãnh khlá khmau còn lãnh khlá xó cầm plì cầm plẹ cú ôi khlái hơi còn lãnh khlá tiết nút làng buông tu giang mạch mần đăng tế ta cầm lũng ní mần miên bong bôn con chào nô mờ tê bà tu chi nẹp phùm nút có kê phóp cọt khrúc tạc nìa đáy có bố tay ở đất cả rô bọc cọt nụ chứ mê con khăn nông rô bọc 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 cọt nụ cư phá hào khô khâu chứ tì bọng phốt môn nụ khăn nông phùm phốc phía tràn cư cọt nì hơi chứ nẹ nòm nhuộc từ phẩm lạp hơi cọt nì tiệt phốt phẩm lạp tiếng bong phẩm lạp tiếng ôn rô bọc cọt phóng tự thua ôi phạch nhiết kê phóp khmê nôn nà kì rô bọc nì dây tớ bê khla cam việt tam toàn phliêm phliêm mình chăm bay rong chăm rô hốt đo chết cầu nụ tế hơi tì tùa để cọt phong tùm nụ cứ chia con lại để cọt thlọp dược mà nụ tư phẩm lạp cháu ca pi phẩm mai bật bồn bật tàm chà chà thá ta cùng lùng ní cứ mình thơm mà đá đáy cọt chè tăng ở cùng plâu ăn ngất chì chả ấn bờ nẹ thơm mà đá cứ mình ách nô lơ tì tùa ní bàn tê đời pha tại chung ngư bật chạm cài trán cúp phong nâng mình miền ca mơ thái thưa ở khuôn pran rồi bỏ quán pha tay bay đồn đập chấn bùng phâu miền cầm lắng là hết là hấy hơi tam chầm nam nút bật phần bật ngày nào cọt hoạt kháng cứ cọt một đây phong rạ nó lời kế mơ pi chầm ngày tới bê khlác có miền nẹ dù trở lòng thái cọt ni flap hồng đáy nẹ phúng có mình phâu chỉ chất đạch nà nà tế bà tù chỉ cục nìa khẳng cót pháp cót bọn ôi thầy cót phạp nú còn nâu tài miền con chất ăn đất bù mơ nâng phân ếch khơi cót khom prăng đâm bây chì vượt lăng nà hỏi ôi tài bê ná khơi cót phâm rạ mân cọc đồn ní nẹ đà thơ đồm nà cán có chết tài chôl mơ cót phâm lên phạch hảo nước khang múc tia rô bọt ta cầm lông nú bàn phạch hảo ruột ta cầm lông khlăng khlăng thả ta cùng lùng ơi, tàu nà hãy nắng. Ta cùng lùng nút, khóc mình rùi tế. Còn, cứ ban đếch phùm rạ nó lơ kề, phân tạc khuyên cùng rạc phóng. Cô nên pi bày ón, ban dục chan phạm mù dù, một phóng nút, có chạp phải thúy, hai ban đa chôn một, rùi có bồ phu tốt ta cùng lùng thá. Mấy hơi ta, mình phụ khuôn mên tế, ní, chào ạ thị ca, bà ơi ạ thơm á, dục bài một ơi ta. Ta cọc rùi ọt tế, bởi cọc rùi mốc bị pha bẩn tịch mốc cây miền cầm lăng khla. Ta cầm lũng, cọc bị ban lưu côn nên miền phong đề ca mốc đồ nhí, có không cọc mốc tiếng nhô khluôn, bụt tha cọt nít khiến nạ đai tổ hơi. Côn nên, ban tâm chô bị chùm ngay mơ tư ta cầm lũng, bụt mình hiên tư cơ bài tế khlai bị chlông. Ta cầm lũng, ban không đa cao cao, từ dục chan bài rồi bỏ con, hơi bàn dục chán, múc chạc bài mà hộp túc, rùi có khom liêng chan phát, dục múc túc trong kế, đâm bây ở cô nên dục tù huynh. Ta cũng lúng, có bàn chắp bót chương phong phía ở cô nên, bà nú, phân tới đó đấy, hơi cô nên nú, có khom miên phong đi cả thả. À thma mơ tôi nhốm, miên cầm lăng nụ tê, nhốm, mân châm bạch phong phía à thma ở vầy nụ tê. Nhôm chạp bị pha cho, cùng ôi về chư thôn toàn. Ta cầm lông nút, có khom bôl mốc phao phao một căn côn nền thả. Cả rôn nà khá nhông cha, miên cam bia chả rôn nà, mình đừng thả bê ná, kê dược nhông mà cha tàu ôi phốt tê. Côn nền tiếng bấy, mình miên ở vây tọc nâng ta cầm lông chả rôn tê. Côn nền, có chạp phô thô bây mê chọp hơi. Có bàn lìa ta cùng lùng trò lọp một ả ràm vĩnh. Còi tay bì bè phóng, ni môn chinh phốt mục tia hơi. Ta cùng lùng, có chạp chuốc chan bài một bì phá.
Tại môn nâng cột bì phá nô, cột có bàn đu bài mùi chùm náy, đã ổ tư chút nẹ để cột bàn phẩm lạp tiàng phần mán. Hơi cột có bàn prap bụ kê tiệt thà. Khân ông chiệt ní, cột phông phong nẹ tiàng nuôi ớ, rò càm bìa tiàng phần mán, cột phông rắp rôn dốt, lúc ta đò đoàn hàm trong cầu này cột. Ta cầm lũng, bì phá bài bần đá, bồng hồ tực phần này bần đá. Bụng nông khuôn cột, cứ chư chạp khăn ná, bịp đôi kê chạ rõp rôi cầm bật. Cột rù nâu rõ thang ấy, bìm chọp vip bê đệ phá rây, kìm miên thang ấy bông plịch bàn tê. Phòng lệnh rốt tê cố, bàn bó chinh bì phôm phòng đào tù phá, đôi lục bù mà nẹ chmù phiếp. Bù phiếp, bôn bênh cô bần đá, cổ lệch một mơ ta cầm lùng bần đá. Để cột nụ, cầm bông tay bì phá bài nô lơ kê múc tôm rồi bỏ cột. Phìm nụ, có pháp tại ban khơi ta cầm lùng nụ, nhẹ đôi chia và phai tiên nhận mệnh mình đằng tế. Chàn bài nụ, có chú đọt đấy, bái chia bì chia bây kìm phòl. Ta cầm lùng, thơ bình phở, mốt khom ha thông thông, tùm nông đôi chia cầm bông chạ bái. Hay cột, có ban giúp đáy trong ô tô lỡ. Cột nụ, có prai tôi chia nhận nhấm, hạ đôi chia cột, ban phót ô tục con vòl. Mình bàn bọn màn phóng, có pháp tới cột nụ, bàn đùl phá kroi tiếng cầm ráu. Bụp hiếp, có bàn bình chụp cô, hay rực chôl tổng mớ. Tại mình ai chui ở vầy bàn tế, bụ thá, ta cầm lung ni cứ bàn phót đằng hàm tổ hơi. Chol, có bàn bọ mọc prao, phân tới bàn khu tôm trong nạc mùi ni. Bụp hiếp, chắp phriu chân khăn ngọt màn tịch tê. Hơi có nghĩa múc, nghĩa kroi, kranh bàn khơi nôn nà kê một cắt. Phụt phải bám ôi một chùi mơ khăn nha. Bụp hiếp, mình hiên nơ tay mình này anh tế. Hơi con, có bàn rút chô một phùm, phải bám khăn nha ôi một chùi mơ. Nẹ phùm, có phụ một mơ, hay có bàn khơi bà quạt cho bà thả. Ta cùng lùng ní, bàn flap mặt tờ hơi. Phọc ta cùng lùng nút, flap bất chia chùm lại bệnh hơi. Phải quạt nút bạc thùm thùm, không mót phốt tay bái. Tại bài chỉ cót nốt nhìn nhầm tàu vĩnh. Bảo hai chỉ cót, bạn đang tha, cót phật tục hơi mơ tử, bạn chỉ cót nhìn nhầm đổi ni. Bị nụ, lúc ta mà nẹ, có bạn muốn, hơi bố tiền phở nọ tha. À cùng lùng ơi, anh bạn phang bạp bạc cảm trả nà. Anh phong kê chiên một phê chân em ní, tớp tớ kê prom oi anh phật cảm phật bía. Lúc ta mà nẹ nốt, có bàn bố tiết thả. À cầm lùng ní, tăng tại bì viên cạt khlung mốt, vì ruột tại phẩm lập khlung ở phốt tê. Tại bảo hà chì kế, ôi viên nâu ruông cám, tự mà đoàn ná, có viên phẩm lập khlung bằng bàn phẩm rạch đáy. Tại bê ni viết tờ hơi, viết tờ tiên nhỏ nhâm. Nơi cọng cầm đầu thằng ấy, đã trang chom bì khăn lỡ, cứ phân tê chom cầm đá của ba tờ hơi nu. Mình ủng mình ý, chết tay một mình to mơ phọp ta cầm lùng mình đánh. Lúc ta mùi phần tù nụ, có bàn khơi lúc ta mà nẹ, để kể phỏ cho bác tha cột ní, cứ chi lúc ta dục ký. Hơi lúc ta, có bàn bồ prap aoi nẹ phốn, chùi khí ní, mà nẹ mùi đầy, mà nẹ mùi chớ. Chùi cột dục tại bọn cho, bồ tha ta cầm lùng ní, cứ khmiên bong ôn con cháu, đâm bay thơ bọn aoi nụ tê. Nà mùi tiết, cót có miên trọp rộp bò miên đâm lại ở vấy. Ôi dương ánh lũ, múc thơ chia và hối, bọn chun cót nụ lời. Cứ miên tay bóng ôn nẹ phục nì hơi, hơi phôm chuối, tam công lăng phật thiệt cho. Phim nụ lục mẹ phùm có bàn mực đó, hơi cót nụ, có bàn cho bọn phọp ta cầm lùng nì môn kê tay mà đón. Miên tăng ổng có phong lùi phong, hơi cót có phna ôi nẹ phùm, chuối mà nẹ bình tích đôi khní. Nẹp phùm nu miên tàu cầm nánh ấy, có chôn mà nẹp mình tích. Hơi có bàn thạ vị ca khlác, tập tình tiên thúc, có đô chia cổ nạt phó, một cổ phọp ta cầm lũng. Nẹp khlác tiên nu, có bàn tốt có dục đà bần tiết, một thuê chia cổ đà mà chú. Ông có, để kê dục một chùi bọn nu, mình phrey phrey, có dục tàu thuê chia bò bò, phòng rạp tàu túl, nẹp đai một chô bốn, có đô chia nẹp nâu rịp chom cam vị thi phong đáy. Vì thi bọn phọp gọt ní, cứ thơ tơ đôi phát, cứ miên ca chạm micro ở vầy nụ tế. Hay phọp gọt, có mân tục dù đáy, lục ở cha prap thá.
Tại mong bây con là mình tích, nâng dục tô bố chì hơi. Rút tha bật tục đò dục, chú bác chiếc miên nôn nà kê nô diêm phọp gọt nụ tế. Bởi bê thằng ngày đời ní, chế tê miên kê mực chùi hơi. Bởi chào ạ tì cá, có ban ai gặp hiếp nâng lô gà chá. Hơi bị thi ní, có chế tê thơ ôi ban cục tam đồm ra rô bò ạ chá. Lúc tay mong bà màn bì con lá, lô gà chá, có ban ai bù hiếp nâng bù bù bà màn chì bù nế. Tô cạp rôn đáu, phẩm rạp bô chìa ta gầm lũng. Đà nâu mân chân ngay bồn mán, bì kê tôm rô bò gọt nụ lời. Bố, cứ nâu rô bông khăn kroi. Kro mở lúc đám thân hốt bày đám, để đô nô tam rô bông bà tia. Bù hiếp căn chọp cạp tớ, đòi đáy miền chê nhung thu phong nụ. Đô tay đò cô thân hốt, gọt qua chạp đạn chê. Hơi bàn dục địch kết, bình chê đòi vòng lấy cố. Nâng bình cát nụ, chinh ôm bì hào bào khâu flip clay. Bù kêu chá rô bò gọt. Một đột thuộc bà màn pram phở pháy. Hơi con, có chắp bô tâu nẹ thay rẽ pha đầy nụ thá. Thằng ngày ní, ta cùng lung mà chát đấy, cót bàn bồ rà nạp hiệp tàu hơi. Mình đừng trâu dục tàu bô chia tì nà tế, cứ miên tay con lại ní hơi chết đầy rà bò con. Đột ní, phòng cót bô chia tì nì phong. Phòng cùng bà cán nâng con cháu ấy. Bồ bàn tay bình nét, bù hiệp có dục thuộc nụ từ đọt của bài nâng chết. Để cót ban rịp chom tục phách. Nụ tệ đột hỡi, cót có cu viết tùm hôm đấy. Hồi thông chiên cà đàm chú để cót ban thớ. Lụ tệ mơ tờ trâm trơ tam khăn hạt hỡi. Cót có ban nôm khnê cặp đầy thư chi ơn lũng. Lụ tệ mùi phân tốt, lúc ta có ban phách phu một thả. Phiếp ơi, rôn đào hỡi rôn nở. Bụ phiếp có tọp thả, rụi hỡi ta, nó khóa tệ ổ tê. Phim nụ bờ rộp phần màn nét, có bàn tàu dục ổ phía rộp bọc luôn, dục một ổi bụ phiếp, đâm rịp phẩm rạp đột bộ chía. Đủ tờ rụi hỡi, mong bà màn chía bay con lá. Lúc ạ chá, có rịp trăm đồng hai pháp ta cùng lùng dục tàu bộ chía. Bụ phiếp đòi đài nụ, có chi nẹ mực phai mà chú ta cùng lùng ni. Chi mùi nâng lục bù bay nẹ tiên. Trong này mình phrey phrey, có bàn thơ chi liệt bài phạch bình đấy. Lục bù mà nẹ tiết nụ, có prom thuê chi nẹ bạc mục, có bùn đồng hẻ. Đợi quạt nụ, bên căn prù nhờ rửa phấy, hãy banh tờ cục trung này tì đồng hẻ. Lục bù mà nẹ tiết, có ban căn công bật, cổ vi cổ vót. Cà bìa mần oi miên nôn nà, kê một dì dí, phọp ta cầm lùng nì tê. Lục tè mật đò tì ơn lùng bồ chía, kê có hai bà tẹt phân chùm nôn bay chúng. Hơi có đạo mà chú nụ cho tớ. Bà phòng chùm nôn pram ong, có chắp cách đòi hốt cho cổ nạt phò tàng pram, đã đạc cổp nô lơ cả đàm chú. Lúc tới chọp hỡi, lúc ta ở cha dục ký, có thơ bị thi bằng tố. Khmer nôn nà hiên mơ mục ta cầm lung ni chi lược trong cõi nụ tê. Bà hai chi thơ mà ni, múc gót nụ à cổ mơ khlăng nà hỡi. Lúc ở cha, có ban oi bụ phiếp nụ, dục phơn mộc đột bộ chia ta cầm lung, chắp bì bê ni tớ. Hơi có trâu rồi lấy, lên miên nẹ phóp, lên miên nẹ bơm cót, chắp bì bê đại bầu chìa bông bái cài cót nụ tư. Ta chá, có prap bụ phiếp thá, đạp lương ở khlăng tư, phóp ta cầm lung đi, mình biên nụ ná kê rơ chân cót tê. Lê dân ná, hoi cháy ọc môn mong prám. Bụ phiếp, có chắp chạp bên chì chán cho tục nông rôn đáu, hơi có bàn đạc cú lọ, lê dân ná ở vị chạp cháy. Rồi có tùm lẹ phương chô khăn ngôn rôn đào tay mà đón. Ôn đạt phương chê khá phúc phúc. Bố cứ khá phúc chì khá lắng. Khá miên nôn nạ kê nô khá bài bà nụ tê. Bố tay về khá đào bê. Lô gà chá có thói tô cùm rửa phấy. Đài mình chẳng ngay ấy bì rôn đào nụ. Hơi có chạp dục tung bồ lưng nụ. Tốt đọt khá bài khá luôn. Hơi lô có bàn phô thô con đò phương bố chìa. Thằng ấy có chạp tiếp tê nà tờ hơi. Mà nụ mà nế, chỉ bị phê mình phrey phrey, có bàn trò lọc tập theo vinh ngặt ọt đáy. Bố, cứ nâu tay vật tập miên cồng phụ phiếp, đại chỉ nẹ bố chí, nâng lục ở cha tay bẩn nó. Chùm nụ cho trò chía, có thể lẽ mốc ba tuần nâng khốn, đại rôn cùng đau bình mùi thường ngày. Chùm này ai phương bố chí ta cùng lùng nụ, có chắp ọt tham à bố, hay có rô lột tớ chất ọt đáy tổ hơi. Lúc ta ở chá, có phải hào bụp hiếp, ôi tôm mơ ta cùng lùng ní, chạy ọ rừng nữ.
ពុភិបក៏បានយកគោឫស្សីទៅវាយមើលក៏ឃើញថាឆេះអស់ទៅហើយនៅឡើយឆ្អឹងក្បាលបន្តិចប៉ុណ្ណោះលោកតាក៏ប្រាប់ថាអើប៉ុណ្ណឹងបានហើយនិយាយតែប៉ុណ្ណេះលោកតាក៏មកសូត្របាលីសង្កត់មួយសន្ទុះក៏ឲ្យពុភិបកាយដីគាត់ទីនោះវិញព្រោះឆ្អឹងគាត់នេះគ្មាននរណាគេរើសទេពុភិបនឹងគ្នីគ្នាក៏ប្រញាប់ដៃជើងដើម្បីកាយកបរំដៅនេះឲ្យវាស្អាតវិញលៃកុំឲ្យឃើញដានព្រោះថាបើឃើញដានច្បាស់ជាអ្នកភូមិខ្លាចស្លាប់ហើយលុះតែការងាររបស់គាត់នោះរួចរាល់ហើយក៏នាំគ្នាបំបាយទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនដោយបន្សល់ទីផ្ទះតាកំលុងនេះនៅស្ងាត់ជ្រងំសំឡេងលលក់ខ្មោចក៏ចាប់បានយំមកគូឲ្យខ្លាចចេញអំពីព្រៃនៅខាងក្រោយភូមិនេះស្របពេលដែលពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យក៏ចាប់លិចចុះទៅក្រោមព្រះធរណីក្លិនឈ្ងៀមពេញភូមិបន្ទាប់ពីការបូជាតាកំលុងហើយក៏ព្រុសថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឡើយស្រាប់តែខ្យល់បានបក់ចូលមកភូមិទៅវិញក្មេងៗក៏ចាប់រុញដៃរុញជើងមិនហ៊ានទៅណាឆ្ងាយអំពីពុកនិងម្ដាយរបស់គេឡើយចំណែកឯម្ដាយរបស់ពួកគេនោះក៏ចេះតែឲ្យទៅឲ្យឆ្ងាយក៏ព្រុសថានៅគឺទៅដៃទៅជើងពិបាកនឹងធ្វើការណាស់ថ្ងៃនេះអ្នកភូមិបានរត់រះពីសាបាយល្ងាចឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះតែពីសារួចរាល់ហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាចូលផ្ទះសងំសម្រាកយប់មិនតាន់នឹងម៉ោង8ស្រួលបុលផងក្នុងភូមិក៏បែរទៅជាស្ងាត់ជ្រងំបើក្រៅតែពីសំឡេងឆ្កែលូនៅឯចុងភូមិគឺហាក់មិនបានឮអ្វីទៀតនោះឡើយលុះតែយប់ជ្រៅចុះត្រជាក់បន្តិចនោះពពួកចង្រិតក៏ចាប់យំឲ្យរហឹងតាមជួររបងផ្ទះមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លែងស្រាក់នោះក៏ចាប់បោះពួយចេញពីវត្តហើយយំខ្វាក់កាត់វេហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែសងំក្នុងផ្ទះនោះកាន់តែរុញដៃរុញជើងសំឡេងតុកែចាប់បន្តផងសឹងតែលុះប្រលឹងទៅហើយសំឡេងសម្រាប់ជើងដើរមុខផ្ទះស្រឹបស្រឹបចន់ទៅនឹងស្លឹកឈើស្វាត់ក្រៀមនោះក៏ចេះតែលឺពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតមិនដឹងជានរណាគេម្ដេចក៏ហ៊ានគ្មានខ្លាចអីសំបីបន្តិចសោះអញ្ចឹងសំឡេងឆ្កែលូក៏ចេះតែលឺបន្តមិនដាច់ចម្លែកណាស់ដែរឆ្កែវាមិនលូនៅខាងមុខផ្ទះទេបែរជាបានលឺខាងក្រោយផ្ទះទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះវាលូគឺសំដៅទៅទីទួលដែលជាខ្ទមរបស់តាកំលុងជីមិនពិតទេដឹងអ្នកក្នុងភូមិគេខំធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដេចគាត់ចេញមកលួងបន្លាចគេដូចនេះទៅវិញពូស្នាដែលមានផ្ទះក្បែរនឹងផ្លូវក្រោយភូមិនោះជាងគេក៏បានភ្ញាក់ពីដំណេកភ្លាមព្រោះថាថ្លង់ណាស់មិនដឹងថាឆ្កែនោះវាខំលូរកស្អីវាទេពូស្នាក៏បានក្រោកមកដេញឆ្កែរបស់គាត់ព្រមទាំងស្រែកឮឮដេញឆ្កែអ្នកផ្ទះជាប់គ្នាឲ្យវាឈប់លូព្រោះថាគាត់នេះថ្លង់ណាស់អស់កម្លាំងពីថ្ងៃផងលូតែគាត់បានដេញឆ្កែឲ្យវាឈប់លូហើយក៏ស្រាប់តែគាត់បានឮសំឡេងក្អកខែខែពូស្នាដំបងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេតែបន្តិចក្រោយមកសំឡេងក្អកនោះច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅចេញអំពីខ្ទមតាកំលុងដែលមិនឆ្ងាយពីផ្ទះគាត់ប៉ុន្មាននោះទេឮដូចនេះឆ្កែដែលគាត់បានបណ្ដេញឲ្យស្ងាត់បន្តិចមុននោះក៏ចាប់លូទៀតហើយយីមិនស្រួលឡើយពុះស្នាលេងខ្វល់នឹងឆ្កែលូទៀតហើយរួចគាត់ក៏ស្ទុះចូលមកផ្ទះវិញយ៉ាងប្រញាប់ព្រោះថាបើតាមស្ដាប់សំឡេងក្អកនេះហាក់មិនខុសពីសំឡេងក្អកដែលតាគំលងក្អកជារៀងរាល់យប់នោះទេពុះស្នាចាប់ព្រឺក្បាលហើយក៏ដណ្ដប់ភួយសម្រាកវិញទាំងភ័យញ័រជាពុនពេកលុះតែបន្តិចក្រោយមកខ្យល់ក៏ចេះតែបក់មកដោយកាលពីពេលដែលបូជាតាកំលុងនោះពោលគឺខ្យល់បានបក់ពីក្រោយភូមិមកវិញចុងឫស្សីនោះក៏ចេះតែរេងើតងត់ងើតងត់មិនដាច់ទៀងថ្នោតនោះពេលខ្លះវាធ្លាក់លាន់ឬប្រាវប៉ះអស់គោក្របីដែលកំពុងតែសងំដេកផ្ទិលទឹកដែលមិនបានដាក់ចុះក្នុងពាងក៏បានធ្លាក់ប៉ះទៅនឹងថ្មកល់ជើងពាងលាន់ឬផាំងតើអស់ឆ្កែដែលកំពុងតែឆ្លេះឆ្លាព្រោះថាយប់នេះហាក់មានរឿងច្រើនពេកហើយលុះតែមួយសន្ទុះខ្យល់ក៏បានបន្ថយល្បឿនតែភ្លាមនោះ
ก็ฟรับแต่บันทุ่มคลันอาเฝ้าจีคลังตรอมตุบจรมโมฟังแต่มันบานเนี่ยคละก็จับกึดฟังไฟท้าประหารเจียปุพิมนี้มันบานโบเจียตากำลงนุกอ่อยใช้ออเตเฮยเกิดท้าขมีนนนะเกโบเจียฟรับแต่ปีมองใช้ออเตวิจบาจีกอบจอลเฮยแต่กึดจอกึดล้างมันดังทักมอยนาฟลับมันตอนมือหยุบพองนุกฟอยอาฟอยแบบนี้เตฟังไฟแต่เมียนไอ้งอบใบเปรย์ขังทบงหนึ่งให้เมื่อเตอฟอยคลังนะมันดังท่าอาจตรอมอ่อยพอดพลื้บานดอยระบีบนานุเตกรุบเนียขนงพูมกึกเมียนนนาบานเด็ดลุนุเตแต่ก็เมียนนนาก็เฮียนจริงเกราพองได้นนามันฟกอตากุมหลงอากุมโอมแอมก็เจ๊บักการนรู้กูอ่อยคลายตัวเฮยจ่อตุ่มรอมแต่คลายจิขมอยโดยนิตีบัดตุจีปุฟนะเฮียนไฟกระไดกระไดมุนนุก็ฟงงอมยู่เอาตัวตรนนเลกระไดปุเพียนนุกึดขนงจัดถ้าเอาแต่พลื้ฉบับเจกอดตดตามคลันอาฟอยนูเจจีมันคานปรุจองดังนะท่าจีเอาไว้บึกมอยตาคุมลงนุกอดตดใช้ออกมินฟอลฟอลแต่จังกบาลบันติดใต้บนนอลูแต่เมจิตพลื้ก็สับแต่คลันอาฟอยนูบานรถไฟบานอ้อบตูจีปุเพียบจ้องตัวรกเอาดังประพบนุก็มันอายเลยให้คือมีแต่บันดอยเอาวีรุมลวงตัวจอมันเนี่ยมันเนี่ยครองภูมิเนี่ยปรกนี้มุกมอดหะเฟล็กฟลังจีคลังโจบยุบมินนี่เดย์มันลุกไอ้สกายก็ลู่จอลก็เบาคลันก็อาฟอยฟังแต่ท็อปต้องเฮิร์มแต่ก็มันมีนอนามันเนี่ยอาจดักบรรทุกตัวเลยขมอยตากำลงบานหุ่นเลยคือมีแต่ปูฟนามันเนี่ยกุดได้กอดท่าบานลือฟมเล็งก็เจนยอมปีตีตัวตัวตากำลงลูกแต่มองประมาณเจ็ดดอกปรกนุขณะได้ปูฟนะก็ปงแต่องคุยเลือองเริงกรองพเตะให้เมื่อตบเตะตาคมหลงได้กอดฟันจึงนึกกึดทานังฟมออยลงไม่พุ่มรถพเตะนุเจ้าปลุกไอเมื่อปีเตะกอดเตอร์ขึ้นจับเป้ปีปะนังรุ่นนาเพลียมนุกอดกอบานขึ้นสกายนนนามันดังบานรุกโจเตอร์ให้เวียนนุกอบานเลิกจึงนมจระตนนังทวีกตัวมนุกอมปงแต่นมก็ฟรับแต่เมียนเอาไว้มันดังทะเลเต้าจอมชายนุปุฟนาเมื่อมันตอนเต้ใต้ทัวอ้อยชายนุจับไฟเพลียมโดยกิกาบังจังชายนุโฮเชียมไฟคลุนรุดโอเชิงจิงปีเตียนุโดยชายเตียปุฟนานุก็จับปลุให้เอาไว้ได้จมไหลนุคือลู่ตั้งไงใต้มาดองปุฟนาองคุยเลื่องเริงนุก็เลยฟกเฮยก็บานดาวเต้าเตียปุเพียบฟูอมปีกาโบจีตากำลงนุแต่ปุเพียบนุปรับแท้กอดนังอาจารย์คือบานเทวปิธีกรุบฟอบอ่อเฮยมันดังเทวอย่างใบเต๋จำเมื่อแต่ยุบนี้ดังแต่เมียนเรื่องเอาพงเตียดเฮยเบอร์มาดองนี้เล่นตั้งไงหายนังยุบนี้คือมันข้ออมปียุบมุนนุเต๋ครั้นแต่ทั้งไงโจรุนเพลียมมนุษย์มณีขนมพูมก็จับน้อมขณีโจเตี้ยฟมราอ้อไอขมีนนนามันเนี้ยเห็นจริงกราวเตียดเต๋มันอยู่บนมันก็ฟรับแต่บ้านลือฟำเลงไฟเอาจุยพองจิงอมปีตัวตากำลงนูฟดับเตอร์รุ่นทดลังนะปูฟนะก็จับมันจังเปิลตัวตามมันดอยในเพลานูก็บ้านเคยขมิ้นจมตรงปีเนี้ยหายจมะปีเนี้ยนูคือจีอาเจนังอจอดเมื่อเตอร์ปูวิ้งไปคลังนะรถประหยัดมกภูมิวิ่งปูปูคลาก็บ้านจิงมกเมื่อนอตรมมกเตะปูฟนะปูคือมันเห็นเตอร์จิงอ้อยพอดปีมกนิเตลูกแต่ปุกกอดฟูนอมปุกวิ้งอาเจนุก็ปรับจังยัวหมกท้ากาปิดไงเทวบนุเวียบันเคยดำลงตากำลงดำเมื่อเตอตุ่มหนุงนะเฮยวิ้งก็บบูลอาเจาะตดดอกหมกสงอฟีกำปงแต่ดอกดำลงนุก็ปรับแต่เมียนได้มวยแก่เวียปีกร้อยเฮยเกลียดแต่เวียงเงี่ยหมกตุ่มเมื่อนุก็ปรับแต่บันเคยตากำลงอย่างจุ๊บะโดยกอดนุเฟลี่ชุดขมเอาโดยเปิลปวดกรมมาบองก้อไอ้ฟมานุลีจบกับมุกนุรถเล่รถลุยกูเอาคลาจิคลังเพลียมนุฟิโกจับแกงฟังเตฟรายมันลือตากลมลงนุก็เงียบทบงจอบบำรงแต่วีบำบักคอปุวีแต่ปุวีก็คอมปรังฟรวารถจิงมวกปุวีเตียงปีเนี่ยนี้คือฟมนางเฮยได้อายรถรุ่ยนุเฮยเนี่ยพุ่มก็แจ๊ดแต่บรรโตปุวีได้เฮียนเมียนไดเมียนเชิงโจตดดอกดมลงขโมยได้เติบแต่ฟลับหายอาโฟเตขโมยเนี่ยทอมมาดาไอเตอร์
នេះជាខ្មោចមេពលពួតថែមទាំងចេះអាគមអូមអាមផងស្មានតែអាចារ្យល្មមល្មមអាចបង្ក្រាបបានមែនទេលុះតែអស់អីហើយគ្រប់គ្នាក៏បំបែកគ្នាទៅផ្ទះចំណែកឯពូស្នាននោះមិនហ៊ាននៅផ្ទះខ្លួនទៀតទេព្រោះងាកទៅវាឃើញច្បាស់ពេកហើយគាត់ក៏បានទៅដេកផ្ទះរបស់បងគាត់ដែលនៅកណ្ដាលភូមិនោះវិញលុះតែមួយសន្ទុះក្រោយរឿងពួកអាចេកនេះគេមិនទាន់ឈប់និយាយផងក៏ស្រាប់តែពូមាសនោះគាត់ទៅតែចេញពីព្រៃព្រោះថារទេះគោគាត់នោះជាប់ផងនៅឯព្រៃខាងត្បូងភូមិហើយខំរើទៅតែនឹងរួចពូមាសនោះបរទេះគោទាំងភ័យញួរខ្លួនព្រោះគាត់ច្បាស់ថានឹងត្រូវបោចូលភូមិកាត់តាមមុខទួមរបស់តាកំលុងសំលេងកណ្ដឹងគោនោះក៏បានឮក្រើងក្រើងចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិឮដូចនេះគិតក្នុងចិត្តថាខ្មោចតាកំលុងនោះច្បាស់ជាលេងទៀតហើយម្ដងនេះទំនងជាលួងបរទេះគោចូលភូមិជាក់ជាមិនខានហើយពួកគេក៏បានចូលផ្ទះសងំដេកបើទោះជាឮសំលេងអ្វីក៏មិនព្រមចេញដែរពូមាសខណៈដែលបរទេះមកដល់មុខផ្ទះតាកំលុងគាត់ចេះតែគិចភ្នែកមិនចង់មើលទេតែភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញភ្លើងនៅក្បែរនឹងក្រេដែលគាត់បានដេកស្លាប់នោះលុះតែគាត់ចោលគន្ទុយភ្នែកទៅក៏ស្រាប់តែបានឃើញច្បាស់ខ្មោចតាកំលុងនោះបាននឹងកំពុងតែអង្គុយដុតភ្លើងដាំទឹកតែរបស់គាត់ខ្មោចតាកំលុងនោះក៏បានងាកមុខមកប្រសពនឹងភ្នែករបស់ពូមាសហើយពូមាសឃើញច្បាស់មុខតាកំលុងនោះឆេះរោលរលេះរលួយគួរឲ្យខ្លាចពូមាសក៏ហក់ចុះពីរទេះគោវឹងហើយស្រែកឲ្យគេជួយផងខ្មោចលួងគោរបស់គាត់នោះក៏ចេះតែបោជ្រុះអោសតាមផ្លូវសឹងតែគ្មានសល់អ្នកភូមិបានឮច្បាស់ថាសំឡេងនោះជាសំឡេងពូមាសក៏បានជិញមកជួយគាត់គ្រប់គ្នាដោយគិតថាខ្មោចតាកំលុងនេះគឺលួងបន្លាញអ្នកភូមិមិនឲ្យរស់នៅបានលុះតែព្រឹកឡើងគេក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើបុណ្យហើយក៏បានពិភាក្សាជាមួយមេភូមិដុតផ្ទះព្រមទាំងរបស់របរតាកំលុងនេះឲ្យគាត់កុំឲ្យនៅលោកមេភូមិក៏យល់ព្រមហើយក៏បានប្រមូលដុតចោលអស់ទៅព្រឹកនោះក៏បានឃើញកូនចៅតាកំលុងមកពីស្រុកឆ្ងាយហើយពួកគេនោះក៏ពោលអហោសកម្មឲ្យតាកំលុងនៅទង្វើដែលគាត់សម្លាប់បងរបស់ខ្លួននោះលុះតែក្រោយមកទៀតក៏មិនដែលបានឃើញតាកំលុងនេះចេញលួងបន្លាចនរណាទៀតដែរហើយរឿងរ៉ាវរបស់តាកំលុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត Thank you.